lại quay trở lại video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Yeah! Xin chào các bạn nhá. Hôm nay là các bạn lại đến với món ăn ẩm thực các bạn. Thì anh em hôm nay sẽ quyết định làm món mì cay nha, ăn với xúc xích nhá. Ý trời tuyệt vời. Anh Phúc nào. Mì cay xúc xích đấy. Các bạn ơi, đây là mì của Hàn Quốc nhá. Rất là cay luôn các bạn. Đấy. Đấy. Có bạn thì comment bảo anh làm mì cay với xúc xích thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nha. Để gửi đến tất cả mọi người nhá. Anh chị yêu mến mình với Phúc Cúc Cu thì hãy ủng hộ cho anh em mình một cách like, share và đăng ký kênh nhá, để anh em mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo về món ăn nhá. Thì đây là mì cay này. Mì cay nó là siêu cay luôn này các bạn này. Siêu cay, đưa xa là cho nó này. Siêu cay các bạn nhá. Thì trộn với sushi nhá, sushi. Đây thì hôm nay mình ăn thử cái xúc xích mới lạ để xem như thế nào các bạn. Xúc xích ăn liền để anh em mình thử xem. Thì không bỏ qua đến anh em mình bây giờ sẽ pha mì các bạn. Cái này nó gọi là mì siêu cay hương vị hải sản. Hải sản các bạn. Mì cay 7 cấp độ. Cấp độ 7. 7 như. Cấp độ 7 à? Ừ đây. 7 cấp độ. Mì cay 7 cấp độ các bạn. Đấy. Cay lắm. Ăn dã. Nhưng mà cay thì nè nữa nha. Chứ mì xào mì nước đều ngon này. Đều ngon à? Thì không, mình làm mì nước ngon thì cho nó ngon như thế này. Phúc bóc ra. Sợ to quá anh Xuân à. Sợ mì nó to. To hơn cái mặt của mình luôn. Rồi mình sẽ pha chế nhá. Nó rất là cay đây mọi người. Mình sẽ để gọn rác vào. Bây giờ mình đổ hết gói gia vị này. Ui, ớt bột. À, ớt bột. Ít không? Mình cho ít thôi tại vì không ăn được cay mấy các bạn ạ. Ăn sợ dạ dày. Mình ngửi đã thấy cay rồi. Còn gói này là không cay các bạn ạ. Trời ơi. Nhiều phết. Đây là gói rau. Rau có cà rốt. Giờ mình sẽ bóc xúc xích nha các bạn nhé. Ui, nhiều thế. Bây giờ mình sẽ bóc này nha. Cái này chỗ này có bóc luôn này. Thì mình chỉ cần giật ra. Hai các bạn ạ. Hai chỉ cần tẻ này nè. Yes. Ngon đấy các bạn. Ngon.
Có dễ bóc mình các bạn ạ. Có chỗ bóc tiện lợi. Còn cây mình, cây này mình sẽ cắt đi. Cắt đi biết tối, tí mang đi học ăn luôn. Giờ mình sẽ chảy nước vào nha bạn nhé. Bây giờ sang bát này nha bạn nhé. Và đây là hai bát mì mình vừa chế nước xong các bạn ạ. Đấy, mì này siêu cay các bạn ơi. Đây, đỏ như lớp mà. Mình chụp xíu xích nhá. Bây giờ đấy, anh em mình thưởng thức nhá mọi người. Anh em mình mời tất cả mọi người thưởng thức nhá. Mì cay cấp độ 7. Mời các bạn nhá. Siêu cay. Test thử miếng đầu nào. Thế nào ông cháu? Ngon. Cay không? Không. Tôi nhìn sợ cay lắm. Nó hơi tê tê. Mày ăn miếng xúc xích nha bạn. Ôi ông mà cũng cay đấy. Ông cháu ạ. Mì cay nó mà chả cay chả. Quyết xúc xích rất là ngon các bạn. Mì cay quyết xúc xích. Mì của Tây được không? Nhỉ? Yeah. Siêu cay các bạn. Siêu cay. Siêu cay các bạn ạ. Cay đấy không? Sợi mì. Sợi mì của nó dai, to và nó quyện với nước của nó với lại có thơm mùi xúc xích nữa các bạn ạ. Mình sẽ làm miếng xúc xích nha. Tuyệt cú mèo. Ngon hết sợi bà bể, ngon. Ngon không cưỡng được. Nó mới mì. Ngon quá. Ngon, ướt chấm. Ngon
cay. Anh Xuân đang ăn tự nhiên đi đầu rồi các bạn. Giờ còn mỗi mình đây, bát mì anh Xuân đây. Good job. Cái bạn. Ăn này cay. Các bạn đấy, mì siêu cay, cay thật các bạn. Phúc Cú Cú công nhận là ăn cay giỏi. Mình phải bái phục tay này. Xúc xích ăn nhiều nhỉ các bạn. Ăn cũng được đi. Nước cay này. Nước đỏ này các bạn. Nước đỏ như gớt luôn này các bạn. Quá nhiều các bạn. Đấy à. Cay kinh khủng luôn. Phải đùa. Đấy, sợi mì rất là to luôn các bạn. Đúng mì của Hàn Quốc các bạn nhé. Có thịt ngon hơn. Ăn toát mồ hôi rồi. Đây, ăn vào mùa đông rất là tuyệt vời các bạn. Ngon lắm. Nói là nóng, ra hết mồ hôi rồi ạ. Cay thật. Đỏ như gấc. Cảy lắm các bạn. Nếu mà không ăn hết được luôn. Xúc xích luôn. Đúng rồi. Trời hết mồ hôi. Không ăn nữa các bạn. Ai đó. Cảnh lắm các bạn. Thôi.
cháu mình không ăn được nữa các bạn nha. Vì rất là cay luôn. Ăn vậy là cố rồi. Chỗ này mình ăn cay kém lắm các bạn. Tâm ra không ăn hết được. Tí xúc xích này ăn miếng nữa thì tạm. Cố miếng nữa nha. Cố miếng nữa. Cố này quá cố các bạn. Cay lắm, đỏ các bạn nhìn. Quá đỏ. Thì nói là cực kỳ cay các bạn. Cấp độ 7 luôn. Đỏ hết mồm. Thôi, anh em mình xin tạm dừng clip các bạn nhá. Thì hôm nay mình anh em mình tiếp tục với này series ẩm thực review các món ăn nha các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình review món mì cay cấp độ 7 siêu cay nha của Hàn Quốc các bạn. Thực ra là mình trước cũng ăn cay rất là nhiều đấy, nhưng mà đợt này là do mình bị bệnh hạn chế ăn cay. Anh em mình xin tạm dừng clip. Nếu các bạn thấy yêu quý của kênh của ông Sơn Vlog thì hãy ủng hộ cho ông Sơn Vlog nha. Hãy đăng ký kênh để chúng ta lần sau nhận những video tiếp theo của ông Sơn Vlog nha. Bây giờ mình xin tạm dừng clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.